Chương trình hôm nay gồm có Chuột tràn vào chiến hào ở Ukraine, ký ức rùng rợn thế chiến nhất Cháy lớn tại cảng ký đốt của Nga, nghi do UAV tấn công Ông Trump nói ngừng chiến tranh ở Ukraine trước khi trở lại tòa Bạch Ốc Đối thủ lớn nhất của ông Trump bỏ cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ, Ai Cập và Qatar đưa ra kế hoạch hòa bình mới ở Trung Đông Tất cả đều có trong bản tin ngày hôm nay. Thủy Miên xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ hai ngày 22 tháng 1. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, các binh sĩ Ukraine tại các tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga hiện phải đối mặt với sự xâm chiếm của loài gậm nhấm, mang đến căn bệnh, khiến các bệnh nhân nôn mửa, chảy máu mắt và làm tê liệt khả năng chiến đấu. Một nữ quân nhân Ukraine có biệt danh là Kira, nhớ lại tiểu đoàn của cô đã bị bao vây bởi dịch chuột vào mùa thu năm ngoái, khi đang chiến đấu ở khu vực phía nam Zaporizhia. Kira nói với đài truyền hình CNN, hãy tưởng tượng đang ngủ, bạn bất ngờ bị giật mình khi chuột bò vào quần hoặc áo len, cắn vào đầu ngón tay bạn bạn chỉ có thể ngủ được 2-3 tiếng, tùy thuộc vào mức độ may mắn không bị chuột quấy dày. Kira ước tính có khoảng 1.000 con chuột trong hầm trú ẩn của 4 người lính. Tình trạng chuột hoành hành là do sự thay đổi trong các mùa và chu kỳ giao phối của chuột. Giữa một mùa đông khắc nghiệt, lũ chuột phải tìm thức ăn dọc theo tiền tuyến dài gần 1.000 km, lây lan bệnh tật và tỏ ra hung hăng khi phải tranh giành thức ăn và hơi ấm. Kira cho biết cô đã thử mọi cách để đuổi chuột ra khỏi hầm trú ẩn, nhưng không thể ngăn cản được lũ chuột. Kira giải thích, chúng tôi luôn một con mèo mang tên Busia. Lúc đầu nó cũng hữu ích và ăn thịt chuột, nhưng sau đó có quá nhiều chuột đến nỗi Busia cảm thấy không còn động lực để bắt chuột. Một con mèo có thể bắt được một hoặc hai con chuột, nhưng nếu có tới 70 con chuột thì đó là điều không thể. Trên mạng xã hội, video cho thấy mức độ xâm chiếm của chuột ở tiền tuyến được chia sẻ một cách chóng mặt. Chuột nhất bò lồm ngồm dưới gầm giường, trong ba lô máy phát điện, túi áo khoác và vỏ gối. Một đoạn video cho thấy lũ chuột lao ra từ tháp súng cối của Nga như những viên đạn từ khẩu Browning. Tình báo quân sự Ukraine trong tháng 12 năm 2023 đã báo cáo về sự bùng phát của cơn sốt do chuột ở nhiều nơi đơn vị quân sự Nga xung quanh Kupians ở khu vực Kharkiv. Báo cáo cho biết nhiều người nhiễm căn bệnh này từ chuột do hít phải bụi phân chuột hoặc ăn phải phân chuột trong thức ăn. Kết quả tình báo quốc phòng Ukraine chỉ ra cơn sốt chuột đã làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của binh lính Nga, song báo cáo cũng không cho biết liệu quân đội Ukraine có bị ảnh hưởng tương tự hay không. Chính quyền Ukraine không nêu cụ thể căn bệnh do chuột lây lan tấn công quân của đội Nga. Nhưng có một loạt bệnh liên quan đến việc sống gần loại gậm nhấm có các triệu chứng tương tự, bao gồm bệnh dịch hạch thularemia, bệnh Leptospirosis và bệnh Hantavirus. Báo cáo này làm liên tưởng đến điều kiện sống trong Thế chiến thứ nhất, nơi chất thải và xác chết chất đống đã tạo điều kiện cho chuột sinh sản nhanh chóng. Chuột hoạt động về đêm và bận rộn nhất khi binh lính đang tranh thủ nghỉ ngơi, khiến binh lính trở nên căng thẳng. Thưa quý vị, Robert Graves, một nhà thơ người Anh từng chiến đấu trong Thế chiến nhất, hồi tưởng về việc lũ chuột từ kênh đào lên ăn xác chết và sinh sôi nảy nở một cách chóng mặt. Trong Thế chiến nhất, số lượng chuột tăng lên khi xung đột rơi vào bế tắc. Đã xuất hiện những lo ngại rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng gây ra điều tương tự. Ngoài việc gây lo lắng và bệnh tật cho binh lính, chuột còn tàn phá các thiết bị điện và quân sự. Nữ binh sĩ Kira cho biết chuột đã trèo được vào hộp kim loại và nhai dây điện làm gián đoạn liên lạc. Kira chia sẻ, bọn chuột nhai mọi thứ từ radio, bộ lập tín hiệu đến dây điện. Chuột chui vào ô tô và nhai dây điện ô tô nên không thể chạy được. Đồng thời chúng còn gặp cả bình xăng và bánh xe. Chỉ riêng thiệt hại từ lũ chuột trong hầm đào của chúng tôi đã lên tới 1 triệu hivina, khoảng 26.500 đô la. Ihor Zahorodnyuk, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Ukraine cho biết, thiệt hại do chuột gây ra có thể nghiêm trọng vì mất liên lạc có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Ông Rahorod Úc nói, khi Ukraine tiếp tục phải trải qua một mùa đông giá lạnh, dịch chuột có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn, trời sẽ càng ngày càng lạnh, bọn chúng sẽ tiến vào chiến hào ngày càng nhiều. Thưa quý vị, thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Rodrenko, xác nhận vào ngày 21 tháng 1 rằng một đám cháy đã bùng phát tại cổng xuất khí đốt của Novartek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ việc và các nhân viên làm việc tại nhà ga đều đã được sơ tán. Ông Dorренко tuyên bố, một chế độ cảnh báo cao đã được áp dụng ở quận Kinggitsep. Trang web của Marine Traffic cho biết, thời điểm xảy ra vụ hoảng hoạn có 5 tàu chở nhiên liệu, treo cờ các quốc gia Panama, Gabon, Liberia và Hy Lạp đang neo đậu ở cảng ust nuga Mặc dù nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng người dân ở khu vực lân cận cho biết họ đang nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái trước vụ nổ. Ust-Luga là cảng lớn nhất ở biển Baltic, nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 km và cách biên giới Estonia 35 km. Tại đây có 12 nhà ga được thiết kế để xử lý các sản phẩm khác nhau, bao gồm từ dầu khí, phân bón, LNG đến gỗ và ngũ cốc. Trong khi đó, theo trang web chính thức của Novatech, khu phức hợp Utnuga là tổ hợp phân đoạn và trung chuyển khí ngưng tụ nằm tại cảng Utnuga trên biển Baltic. Tổ hợp sản xuất khí đốt này được đưa vào vận hành năm 2013 với công suất ban đầu 6 triệu một tấn, và nay đã được nâng lên thành 7 triệu một tấn trên năm sau khi có thêm một nhà máy mới được đưa vào hoạt động. Thưa quý vị, mới đây ông Trump đã phát biểu tại cuộc gặp với những người ủng hộ ở bang New Hampshire rằng ông hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ngay cả trước khi ông chính thức bước vào phòng bầu dục. Ông nói, ngay cả trước khi tôi bước vào phòng bầu dục, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến khủng khiếp này giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết nó. Tôi biết Putin, tôi biết rất rõ Zelensky, tôi biết cả hai, Chúng ta sẽ giải quyết nó, điều này cần được giải quyết. Cuộc đổ máu này hiện đã xảy ra, chúng ta hãy khôi phục hòa bình bằng sự quyết tâm. Theo ông Trump, châu Âu sẽ phải tăng chi tiêu viện trợ cho Ukraine ngang bằng với Mỹ. Hiện tại châu Âu cung cấp viện trợ cho Ukraine ít hơn Mỹ 10 lần. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1, thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố ngừng cuộc đua tranh cử tổng thống và quay sang ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Ông Ron DeSantis nói: Tôi không thể yêu cầu những người ủng hộ tình nguyện dành thời gian và quyên góp nguồn lực của họ nếu chúng tôi không có đường lối rõ ràng đi đến chiến thắng. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định dừng chiến dịch tranh cử. Thống đốc Florida sau đó tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống sáng giá nhất hiện nay của Đảng Cộng Hòa. Ông DeSantis cho biết, khi tôi có những bất đồng với ông Trump, ví dụ về việc cách ứng phó đại dịch COVID-19 hay việc ông ấy đề cao ông Anthony Fauci, nhưng ông Trump lại vượt trội hơn so với tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông nhấn mạnh thêm, tôi đã ký cam kết ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa và tôi sẽ tôn trọng cam kết đó. Quyết định của ông DeSantis đưa ra sau cuộc trò chuyện với các nhà tài trợ những ngày qua, ông nhận ra rằng ông không có con đường rõ ràng để đi đến chiến thắng cũng như không có đủ sự hỗ trợ tài chính để tiếp tục tranh cử. Ông nói với những người ủng hộ rằng không có lý do gì để lãng phí thời gian và tiền bạc để trụ lại cuộc đua tranh cử tổng thống. Ông DeSantis là một trong những ứng viên tổng thống chính của Đảng Cộng Hòa, là người giành được tỷ lệ ủng hộ chỉ sau ông Trump. Với quyết định bỏ cuộc của ông DeSantis, cuộc đua vào tòa bạch ốc của Đảng Cộng Hòa hiện nay có thể coi là cuộc đua song mã. Ông Trump gần như đã nắm chắc nhận được đề cử để đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Điều này nhiều khả năng dẫn đến kịch bản tái đấu giữa ông Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11 tới. Thưa quý vị, tờ Wall Street Journal mới đây cho biết, Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar đã đề xuất một kế hoạch hòa bình mới cho Trung Đông, bắt đầu bằng việc thả con tin và cuối cùng dẫn đến việc Israel rút quân và chấm dứt chiến tranh ở giải Gaza. Không bên nào trong cuộc xung đột đồng ý với các điều kiện của đề xuất mới, trong đó có các bước mâu thuẫn với quan điểm đã nêu của Israel và Hamas. Những người am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết, Israel và Hamas ít nhất sẵn sàng thảo luận trở lại sau nhiều tuần trì trệ kể từ khi lệnh ngừng bắn cuối cùng kết hạn vào ngày 30 tháng 11. Theo những người đối thoại, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục ở Cairo trong những ngày tới. Một trong những người đối thoại cho biết sự sẵn sàng của hai bên thảo luận về khung chương trình là một bước đi tích cực. Các nhà hòa giải hiện đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách. Đề xuất mới được ủng hộ với Washington, Cairo và Doha thể hiện một cách tiếp cận mới nhằm giảm leo thang xung đột mục đích là biến việc thả các con tin Israel bị Hamas bắt cóc trở thành một phần của thỏa thuận toàn diện có thể dẫn đến chấm dứt chiến sự. Trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, phiến quân Hamas đã khiến 1.200 dân thường và binh lính thiệt mạng bắt cóc khoảng 250 người. Sau đó, thông qua một cuộc trao đổi con tin, các tay súng Hamas đã thả khoảng 120 con tin và Israel đã thả một nhóm tù nhân Palestine. Kính thưa quý vị, chuyên mục tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.